Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay nhà em xin giới thiệu tới các anh sản phẩm đèn dầu đồng với những chi tiết rất là độc đáo. Đèn dầu đồng này chúng ta có thể dùng để thắp sáng ở trên gian thờ hoặc là trưng bày trong tủ kính rất là đẹp và cổ kính ạ. Vậy nếu các anh có quan tâm tới sản phẩm bên em thì hãy để lại số điện thoại hoặc nhắn tin cho bên em để nhận được thông tin sản phẩm một cách nhanh chóng nhất.